chào quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Kết nối dưỡng bền do truyền hình Đồng Tháp thực hiện với sự hợp tác của công ty Syngenta và công ty VFC. Thưa bà con, canh tác cây có múi thì vấn đề mà nhiều nhà vườn lo lắng nhất chính là khâu quản lý bệnh vàng lá thối rễ do nấm và tuyến trùng là tác nhân. Và hiện tại thì đang bước vào mùa mưa, tuyến trùng rất dễ phát triển và gây hại đến bộ rễ của các loại cây có múi. Chính vì vậy, việc kiểm soát tuyến trùng trong mùa mưa rất cần được bà con quan tâm. Và câu chuyện kiểm soát tuyến trùng trong mùa mưa cũng là nội dung chính của Kết nối dưỡng bền ngày hôm nay. Đây là vườn cam Lê Dung, rộng 2 hectare. Cam trong vườn đã được gần 4 năm tuổi. Chủ nhân những cây cam này là nhà vườn Trần Ngọc Tâm, người có nhiều kinh nghiệm canh tác cây có múi. Anh Tâm và vườn cam tham gia sáng kiến Kết nối dưỡng bền do Syngenta và VFC phối hợp thực hiện. Cam trong vườn vừa được thu hoạch xong, đang chuẩn bị cho vụ mùa mới. Hiện tại đang là mùa mưa, cam dễ bị tuyến trùng và nấm gây bệnh. Anh Tâm đang mong muốn vườn cam không bị tuyến trùng và các loại nấm tấn công gây thối rễ, vàng lá, cây cam khỏe mạnh, làm tiền đề để vụ mùa sau đạt hiệu quả, lợi nhuận cao. Đây là vườn cây có múi của gia đình anh Trần Ngọc Tâm, một trong số ít nhà vườn đi đầu trong việc canh tác theo sáng kiến Kết nối dưỡng bền ở huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Vườn có diện tích gần 2 hectare, chuyên canh cây cam sành đã được gần 4 năm. Để có cơ sở đưa ra các giải pháp kiểm soát tuyến trùng, phòng tránh bệnh thối rễ vàng lá trong mùa mưa, nhóm thực hiện chương trình Kết nối dưỡng bền do chuyên gia nông nghiệp Đặng Thùy Linh đến từ viện cây ăn quả miền Nam, kỹ sư Nguyễn Văn Dưỡng và MC Phương Nguyên đã có mặt tại vườn cam của anh Tâm. Vừa dẫn ekip tham quan thực tế, anh Tâm chia sẻ: thông thường đến mùa mưa bão, anh rất lo ngại các loại tuyến trùng tấn công bộ rễ và gây ra tình trạng thối rễ. Khi đó, cam sẽ giảm khả năng thu hút dinh dưỡng nuôi cây, làm cho cây eo uột, bộ lá bị vàng và héo đi. Ngoài ra, các loại nấm Phytophthora, Fusarium và một số loại dịch hại khác cũng thường xuất hiện gây hại trong mùa mưa, ảnh hưởng đến sức sinh trưởng của cây, làm cho cây không cho năng suất cao khi thu hoạch. Do vậy, anh Tâm tham gia sáng kiến Kết nối dưỡng bền với mong muốn được tư vấn và hỗ trợ kiến thức để kiểm soát tuyến trùng cũng như các loại nấm gây bệnh thối rễ vàng lá trong mùa mưa, giúp cây khỏe, cho năng suất cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống ngày một khấm khá hơn. Các chuyên gia thăm vườn đã ghi nhận thực tế và tiến hành những hoạt động nghiệp vụ chuyên môn như đo độ pH của đất, các những cành cây có nguy cơ vàng lá, xới rễ để quan sát mật độ tuyến trùng gây hại. Đây là một trong những thao tác bắt bệnh để chẩn đoán thực trạng dịch hại trên cây trồng và là cơ sở để các chuyên gia tư vấn cách xử lý và phòng trị bằng các giải pháp kỹ thuật cũng như giải pháp nông dược. Thưa Thạc sĩ Linh và kỹ sư Dưỡng, sau khi mà mình đi thăm vườn cam của anh Tâm cũng như là xem xét về cái mức độ sinh trưởng của cây á, thì Thạc sĩ Linh và kỹ sư Dưỡng có nhận xét như thế nào ạ? Cái vườn cam của anh Tâm là sau khi thu hoạch trái lần một, cây nó vẫn còn cái triệu chứng ngủ, mới dậy chưa có thể hồi phục. Cái vườn của mình một số cây thì nó có triệu chứng lá nhỏ nè, lá nó bị vàng. Cái thứ hai nữa, rễ của cây nó đã bị những cái mầm bệnh trong đất tấn công và gây hại, thì nó đã bị thối và tuột cái vỏ rễ, ngay cả những cái rễ to như thế này và những cái rễ nhỏ, rễ tơ thì nó thối rất là nhiều, nhìn chung là nó đã bị thối rễ. Còn kỹ sư Dưỡng thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Cũng như Thạc sĩ Linh chia sẻ đó, qua cái vụ mùa bà con mình thu hoạch thì cái cây cam hầu như nó bị kiệt sức, lá nó bị xuống màu, kiểu thiếu dinh dưỡng. Và như khảo nghiệm cái hệ thống rễ của cái cây thì mình thấy rõ ràng là có nhiều cái cây nó bị tuột rễ mền hay là rễ tơ đó, thì đây là một trong những nguyên nhân nó làm cho cái hệ thống rễ của cây cam mất cái khả năng hấp thu dinh dưỡng, từ đó nó sẽ dẫn truyền cái dinh dưỡng lên, nó nuôi trái nuôi cành không đủ, thì cái lá nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó bị vàng. Về lâu về dài đó, một hai vụ thì cái vườn cam mình nó sẽ bị suy kiệt và nó cho năng suất rất là thấp. Bệnh mà vàng lá thối rễ trên cây có múi cũng như là cây cam á, nó đã gây khá là nhiều thiệt hại. Thưa Thạc sĩ Linh, cái nguyên nhân nó đến từ đâu và cái mức độ thiệt hại của cái căn bệnh này nó để lại cho vườn cây là như thế nào ạ? Bệnh vàng lá thối rễ trên cái vườn anh Tâm á, anh Tâm, thì cái nguyên nhân do tuyến trùng á là nguyên nhân chính. Ngoài ra thì còn xác định thêm một cái nguyên nhân nữa là do nấm Fusarium cũng như nấm Phytophthora gây tuột cái vỏ rễ như thế này.
Thì hiện tại cái tuyến trùng tạo vết thương Brachylanchus thì nó gây hại rất là phổ biến và rất là trầm trọng. Ngoài ra thì cũng có một số vườn có xuất hiện những cái tuyến trùng gây dơ rễ gọi là Thailand Killer SB, hoặc là cái tuyến trùng mà gây gọi là nốt sần hay là u bú. Tuy nhiên tỷ lệ xuất hiện trên các vườn đồng bằng sông Cửu Long thì tương đối thấp. Xin hỏi thật sĩ Linh, cách gây hại của con tuyến trùng nó như thế nào và điều trị như thế nào và trong cái mùa mưa này? Thì như anh thấy cái tuyến trùng sống trong đất và đặc biệt là cái chỗ cái gọi là tầng canh tác hay là xung quanh cái rễ cây, tuyến trùng sẽ chích hút và xâm nhiễm vào. Đối với tuyến trùng tạo vết thương thì nó sẽ chui vào rễ. Còn những cái con khác giống như tuyến trùng mà ký sinh, mà ngoại ký sinh thì nó chỉ nằm ngoài, nó chui cái đầu vào, nó chích hút thôi. Giải pháp mà phòng trị cái tuyến trùng do cái vườn mình thì có sẵn rồi, thì mình cần phải đảm bảo cái những cái biện pháp về canh tác. Thì anh Tâm cần kiểm soát được cái nguồn nước, đảm bảo mùa mưa sẽ thoát nước tốt. Cái cây trong vườn mình nghi ngờ là bị bệnh thì mình cần phải cô lập cái cây đó ngay. Tiếp theo là bón phân là cân đối, không được bón đạm quá cao so với nhu cầu của cây. Khi mà bón đạm quá cao thì cái vách tế bào nó sẽ mỏng, tại vì bản thân cái con tuyến trùng có cái kim chích hút lụi vô là xì liền. Và tiếp theo thì mình có cái biện pháp phân hữu cơ cung cấp những nguyên tố trung vi lượng mà trong phân hóa học không có, thí dụ như vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm, tảo, nguyên sinh bào hay là protozoa đó, giúp cho cái hệ vi sinh vật đất nó đa dạng hơn. Ngoài ra thì mình có thể là trồng những cái cây mà không phải là ký chủ, giống như nhãn thọ, cây cải xanh hoặc là cây lục lạc. Và tại sao cái mùa mưa thì mình nên phòng trị tuyến trùng? Tại vì cái mùa mưa nước nôi đầy đủ, cái hệ thống rễ nó ra rất là nhiều, tuyến trùng nó có được cái nguồn thức ăn dồi dào, do đó nó sẽ sinh sôi nảy nở, mình thử mật số nó sẽ nhân lên rất là cao, gây ra cái rễ như thế này. Chính vì mật số cao vậy thì mình cần phải sử dụng cái biện pháp tức thời, đó là biện pháp hóa học. Kỹ sư dưỡng sẽ chia sẻ với anh sử dụng phương pháp hóa học. Cảm ơn thạc sĩ Linh. Hơn năm thì hiện nay công ty WC đang khuyến cáo bà con nông dân chúng ta sử dụng với cái giải pháp là tẹt Vigo 020 SC để quản lý cái tuyến trùng, và kết hợp với giải pháp Gidomingon 68 nước UG đặc trị cái dòng nấm gây bệnh trên cái hệ thống rễ của cây cam. Thạc Vigo là cái thuốc đặc trị cái tuyến trùng trong đất và được sản xuất với cái công nghệ chê lát sắt, sẽ giúp cho cái hoạt chất thuốc tập trung ở cái vùng rễ non. Mà bà con mình thấy là tuyến trùng nó tấn công rễ thì nó sẽ tấn công ở cái hệ thống rễ non, thì khi con tuyến trùng bò tới để nó tấn công vào cái hệ thống rễ thì nó sẽ tiếp xúc với cái thuốc Tavigo, nó sẽ tiêu diệt cái tuyến trùng rất là hiệu quả. Còn đối với Gidomingon 68 nước UG là cái giải pháp đặc trị các loại nấm ở trong đất. Sản phẩm Gidomingon có cái cơ chế nó làm cho con nấm không có khả năng tổng hợp được cái năng lượng, không có khả năng phát triển và nó sẽ chết rất là nhanh, và đặc biệt nữa là nó không có khả năng tạo ra được cái bào tử nấm để mình nó lây lan phát tán. Chính vì vậy mà khi bà con mình sử dụng Gidomingon cộng với Tavigo là một giải pháp dẫn đầu trong việc kiểm soát tuyến trùng cũng như là nấm trong đất, bảo vệ bộ rễ cây có múi của bà con mình rất là hiệu quả. Tôi muốn hỏi kỹ sư dưỡng là cũng như cái sử dụng nó liều lượng là nó như thế nào, dùng làm sao cho nông dân để hiểu. Chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân chúng ta chủ động ở hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất là thời điểm vào đầu mùa mưa và thời điểm thứ hai là cuối mùa mưa. Với cái giải pháp tẹt Vigo kết hợp với Gidomingon thì khuyến cáo anh Tâm sẽ sử dụng với cái liều lượng đó là 100cc tẹt Vigo kết hợp với 200g Gidomingon pha cho 200 lít nước. Về cái kỹ thuật tưới đó thì bà con mình cũng cần lưu ý, trước khi tưới chúng ta phải xới sáo cái vùng đất xung quanh cái cây cam, chúng ta tưới cho nó ẩm trước, rồi sau đó thì tưới Gidomingon với Tavigo, thì về thuốc nó sẽ có cái điều kiện nó thấm sâu cái tầng đất canh tác để nó tiếp xúc nấm và cái tuyến trùng trong đất, nó tiêu diệt cái nấm và tuyến trùng trong đất, nó hiệu quả cao hơn. Với những cái giải pháp mà thạc sĩ Linh cũng như là kỹ sư trưởng chia sẻ vừa rồi á thì chắc là anh Tâm cũng đã hài lòng rồi ha. Nếu như mà đã hài lòng rồi thì bây giờ mình sẽ áp dụng những cái giải pháp này cộng với là kinh nghiệm mà mình đã trồng vườn trong suốt những năm qua chăm sóc vườn cam của mình đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới ha anh Tâm. Sau khi tiếp thu các ý kiến tư vấn từ chuyên gia, nhà vườn Trần Ngọc Tâm đã tiến hành các giải pháp kỹ thuật cũng như can thiệp thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát tuyến trùng cũng như các loại nấm gây bệnh túi rễ vàng lá trong mùa mưa. Đầu tiên, anh cắt tỉa những cành nhánh già yếu, cành nhánh bị sâu bệnh hay các cành vô hiệu. Cách làm này vừa giúp vườn cam có được không gian thông thoáng, vừa kích thích cây ra cơi, tạo chồi mới để đa bông khỏe hơn. Bên cạnh đó, anh Tâm cũng áp dụng quy trình quản lý dinh dưỡng, phân bón, tưới tiêu theo tư vấn của chuyên gia chương trình. Anh còn xới sáo đất mặt, tạo sự tơi xốp và tạo điều kiện để cây hấp thu tốt các loại thuốc bảo vệ thực vật sau khi phun. Theo đúng khuyến cáo, anh Tâm đã mạnh dạn sử dụng hai loại thuốc bảo vệ thực vật là Gidomingon 68 VKC và Tavigo 020 SC.
Dapigo là thuốc đặc trị tuyến trùng, ngăn ngừa thủy rễ, sừng rễ và giàn lá. Công nghệ dạng dung dịch với phụ gia chuyên biệt giúp thuốc duy trì quanh vùng rễ, thúc đẩy lực hấp thu vào mô rễ, kéo dài hiệu lực diệt tuyến trùng. Bên cạnh hiệu quả cao diệt trừ tuyến trùng, các hoạt chất ưu diệt có trong Dapigo còn có tác dụng giúp cho bộ rễ khỏe, cây khỏe, xanh lá, quang hợp tốt, tăng năng suất và làm cho nông sản có màu sắc sáng đẹp hơn, tối ưu hiệu quả đầu tư. Riêng Rinomincon là loại thuốc có hoạt tính diệt nấm mạnh mẽ và an toàn của Mefenosam, khác biệt với Metalacin thông thường. Sản phẩm cung cấp kẽm và mangan cho cây, giúp bộ lá xanh khỏe, bảo vệ cây trồng toàn diện. Đặc biệt, hai loại thuốc này giúp quản lý tốt tuyến trùng hệ rễ và nấm Phytophthora tấn công, từ đó giúp vườn cây khỏe rễ xanh vườn. Do là loại thuốc thế hệ mới, Rinomincon 68VKG và Tervigo 020SC có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch, giúp cây trồng chống lại các loại dịch hại xâm nhập. Nên khi sử dụng, nhà vườn sẽ tiết kiệm được chi phí vì không phải phun đi phun lại nhiều lần. Đây là một trong những giải pháp tiên tiến mà sáng kiến kết nối vững bền chuyển giao đến bà con nhà vườn, nhằm mục đích tiếp sức cùng bà con trong quá trình canh tác theo tiêu chí hiệu quả, an toàn, bền vững. Sau hơn một tháng kể từ ngày các chuyên gia tư vấn giải pháp kiểm soát tuyến trùng và các loại nấm gây bệnh thối rễ vàng lá trong mùa mưa, MC Phương Nguyên đã trở lại thăm vườn cam của anh Trần Ngọc Tâm. Quan sát thực tế, Phương Nguyên nhận thấy hầu như các cây cam đều có sức sống khỏe, lá xanh mướt, bông trái xoay quằn và không có dấu hiệu bị bệnh thối rễ vàng lá dù đang ở giai đoạn cuối mùa mưa. Đặc biệt, tỷ lệ cam đậu trái tương đối cao và trái khá to, khỏe đẹp. Khoe cùng Phương Nguyên, anh Tâm cho rằng quy trình kiểm soát tuyến trùng và các loại nấm gây bệnh thối rễ vàng lá trong mùa mưa do các chuyên gia chương trình kết nối vững bền tư vấn là rất hiệu quả. Thực tế, vườn cam của anh phát triển tốt mà không bị bệnh vàng lá thối rễ gây hại. Điều này chứng minh được quy trình này mang lại kết quả là vườn cam không bị tuyến trùng và các loại nấm tấn công gây thối rễ vàng lá, cây cam khỏe mạnh, hứa hẹn một vụ cam cho năng suất và chất lượng cao như anh mong ước. Sau khi sử dụng Tervigo và Rinomin đó là thấy bộ rễ nó ra lại nhiều, cây nó xanh, nó tươi tốt, lá lại dày hơn. Và trái rồi này kia thấy nó bóng mượt hơn, đẹp hơn lúc mà chưa sử dụng. Vườn cây hôm nay thấy rất là êm rồi, ngon hơn lúc mà ban đầu. Sau khi mà mình xử lý tình hình tuyến trùng bây giờ nó đang như thế nào ạ? Thì thấy cái cây nó không còn tuyến trùng nữa, là cái bộ rễ nó lại nó ra rễ lại nhiều hơn và nó tốt hơn. Rồi cái vườn cây của mình bây giờ thì anh còn thấy là xuất hiện cái hiện tượng là vàng lá thối rễ hay là vàng lá gân xanh gì nữa không anh? Trong khi sử dụng thuốc Tervigo và Rinomin thì thấy vàng cây nó không còn bị thối rễ và vàng lá nữa, cây nó được tốt hơn. Anh Tâm ơi, khi mà tham gia vào sáng kiến kết nối bền vững thì anh có nhận được phí hỗ trợ nào từ phía công ty Syngenta và công ty VFC không ạ? Tham gia cái mô hình này thì công phía công ty thì được cử mấy anh em xuống được để chỉ hướng dẫn kỹ thuật, biết được cái kỹ thuật theo khoa học hiện đại áp dụng miếng vườn hiện giờ thấy nó tốt hơn. Rồi cái thứ hai là được hỗ trợ thuốc men vào cho mình sử dụng toàn bộ, thấy hôm nay thấy cây thấy cũng được thêm. Chúc cho vườn cây của mình luôn phát triển xanh tốt, thu được những kết quả tốt hơn nữa trong tương lai hả anh? Quý khán giả và bà con thân mến, để kiểm soát tốt mật số tuyến trùng, để tránh bị bệnh thối rễ trên cây có múi trong mùa mưa, thì quý vị cũng cần lưu ý đó là chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến hệ thống thoát nước của vườn. Ngoài ra thì mình cũng cần thường xuyên cắt tỉa những cái cành già yếu nè, hoặc là những cái cành bị bệnh. Sử dụng phân hữu cơ, trồng các loại cây cải xanh nè, rau trai, đậu phộng dại. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng các loại thuốc nông dược tiên tiến như là Rinomincon hay là Tervigo để có thể ngăn ngừa sâu bệnh. Và quan trọng là phải sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng quý vị nhé. Và đến đây chương trình kỳ này cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn công ty Syngenta và công ty VFC đã phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kết nối vững bền, kiến tạo giá trị nông sản. Mối đe dọa lớn nhất đối với các vườn cà phê, hồ tiêu và thanh long là cây kém phát triển, thậm chí chết hàng loạt do tác hại của tuyến trùng tấn công bộ rễ. Nay đã có Tervigo phòng trừ tuyến trùng, ngăn ngừa thối rễ, sưng rễ và vàng lá với hiệu lực kéo dài, giúp bộ rễ khỏe, cây trồng xanh tốt. Tervigo công nghệ tiên tiến trị tuyến trùng tận gốc.
Tec Vigo, an toàn cho con người và cây trồng, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí. Tec Vigo, tuyến trùng chẳng lo, nhà nông sung túc.